Xin chào các bạn đang theo dõi kênh YouTube Vườn Đào Thái Dương. Hôm nay ngày 27 tháng 4 năm Giáp Thìn, mình tiến hành cắt răm lần 1 cho những cây đào còi ở trên vườn nhà mình. Mình cũng ghi hình lại để chia sẻ tới các bạn. Thế các bạn, đây là những cây đào còi. Nó có chu vi gốc khoảng tầm trên dưới 20 phân thôi. Và đây mới là cái lần cắt răm đầu tiên ở trong năm. Như vậy so với những cây khỏe hơn thì đây là những cái cây đào bị chậm các bạn ạ. Mặc dù những cây đào này có kích thước nhỏ nhưng mà đây là những cái cây đào đã già lắm rồi các bạn ạ. Nó 5-6 năm tuổi. Tại sao những cây đào già mà lại có kích thước nhỏ như thế này? Bởi vì như năm ngoái trở về trước, mình cũng đã thầu một số các cái diện tích đất rộng và mình trồng với số lượng lớn, khoảng gần 1.000 cây. Và sau khi trồng cũng đem bán cả những cây lấy hoa, bán cả những cây phôi, thì mình đã còn thừa khoảng năm ngoái khoảng trên 100 cây. Mình đã đem về vườn trồng đại tùm lum tà la như thế này đấy các bạn. Nó không có hàng có lối gì cả. Cũng có những cây nó đã bị chết đi. Và cũng có những cây mình đã chuyển đến trồng ở một cái vị trí khác nó thuận lợi hơn. Thì do đất thầu cho nên mình không thể chăm được, và với diện tích lớn quá. Như năm ngoái trở về trước thì tổng diện tích cả vườn nhà mình và đất thầu thì cũng làm trên một nửa hecta các bạn ạ. Diện tích như vậy là quá lớn. Mình không thể chăm tốt được tất cả. Cho nên sau khi trả đi đất thầu thì mình cũng làm chỉ có khu vườn nhà nữa thôi. Diện tích cũng khoảng trên dưới 2.000 m². Như vậy mình sẽ tập trung làm vào cái chất lượng là nhiều hơn so với số lượng như trước đây các bạn ạ. Đấy, do trồng trên đất thầu mà mình không thể cải tạo đất cho thật tốt được, cho nên những cây đào nó cũng còi. Và hơn nữa những cây lớn hơn thì cũng đã xuất bán từ năm thứ nhất. Cho đến còn lại những cây còi cọc mình đã tận dụng đem về đây để trồng. Và bây giờ mới được cắt răm lần thứ nhất. Năm ngoái mình đưa về thì cũng đã tiến hành ghép lại rồi. Những cây đào này trước đây toàn bộ là những cây đào phai 5 cánh. Nhưng đem về đây mình đã ghép toàn bộ thành những cây đào phai cánh kép. Bây giờ người chơi đã sử dụng cái đào phai cánh kép nhiều hơn. Thì Tết năm nay sẽ đến sớm hơn Tết năm ngoái khoảng 12 ngày. Đấy, Tết âm lịch, mùng 1 Tết âm lịch thì vào khoảng ngày 29 tháng 1 năm 2025. Và với những cây đào này thì mình sẽ cắt răm lần này. Và đến khoảng cuối tháng 6 âm lịch mình sẽ cắt răm lần 2. Và những cây đào này dự định mình sẽ cắt răm chỉ 2 lần thôi. Đến đầu tháng 8 âm lịch mình sẽ tiến hành hãm răm để lấy hoa vào Tết, bởi vì trên cái chân đất này nó cũng chưa được tốt lắm. Đấy, bây giờ mình sẽ cắt răm, mình ghi hình lại để các bạn cùng theo dõi nhé. Thì cái cách cắt răm thì mình đã chia sẻ nhiều lần với các bạn rồi. Tất nhiên là cái cách làm thì mỗi nơi mỗi khác. Và ngay như mình làm thì mỗi cái trên cái khu vườn khác nhau, cái thể trạng của cây tốt xấu khác nhau, thì mình cũng có sẽ làm những cái thời điểm và cách làm nó cũng có cái sự khác nhau nhất định các bạn ạ, để cho nó phù hợp. Như ở đây khu vườn này cũng đang cải tạo, đang trên đà tốt, và những cây đào này còi thì nó vẫn chưa thể tốt ngay được, thì mình sẽ buộc phải điều chỉnh cho nó phù hợp. Đấy, năm mãi đến bây giờ mới được cắt răm lần thứ nhất là rất muộn các bạn ạ. Những cái cây tốt hơn thì với thời điểm bây giờ đã cắt răm lần 2 rồi. Như những cây nào tốt năm ngoái thì mình sẽ cắt răm, mình đã cắt răm 4 lần. Còn những cây xấu hơn thì 3 lần. Những cây nào này thì nó rất là còi, và trên chân đất này mình cũng cải tạo nó chưa được tốt lắm. Và mình dành thời gian cho nó cũng chưa thỏa đáng, cho nên là nó lên cũng chậm. Chính vì vậy mình cắt răm lần này và một lần nữa thôi. Sau đó vào đầu tháng 8, khoảng đầu tháng 8 âm lịch, mình sẽ hãm
Dăm những cây đào này để cho nó già và lấy hoa vào Tết luôn các bạn ạ. Đối với những cái cây đào dáng huyền, dáng bay, dáng nghiêng như thế này thì làm nó cũng dễ, cũng nhiều người thích chơi. Cứ bẻ cái thân nó nghiêng bay sang một bên, sau đó níu dăm và cắt từ 2 đến 4 lần dăm thì nó cũng mọc dăm đều trở lại. Và những cái cây đào như thế này thì dăm nó có dài một chút thì nhìn nó cũng không đến nỗi là xấu đâu các bạn ạ. Năm ngoái có những cây mình đã để nhỡ và dăm đã dài trên hơn 1 mét nhưng nó vẫn nhiều hoa và nhìn tổng thể cây nó vẫn rất đẹp. Nhiều người vẫn rất thích các bạn ạ. Nên cái việc cắt dăm những cây đào dáng bay như thế này nó cũng không phải là quá cầu kỳ. Đấy, mình chia sẻ để các bạn tham khảo. Đây là cái cách mình cắt dăm một cây đào. Đấy, từ nãy đến giờ mình đã hoàn thiện được một cây. Và cái vườn này nó khoảng bây giờ chắc trên dưới 100 cây. Trăm mấy chục cây đó mình cũng không đếm lại. Thì mình cũng làm tương tự như vậy thôi. Cái quan trọng nhất là mình sẽ xác định được cái thời điểm các bạn ạ. Đấy, như những cây đào trên vườn thì mình cái thời điểm này là cắt lần 1 và mình nhắc lại là cuối tháng 6 âm lịch. Cắt lại lần 2 và đầu tháng 8 âm lịch mình sẽ hãm dăm. Nhưng mà những cây đào này sau khi cắt dăm lần 1 này thì dăm lần thứ 2 mình sẽ cắt, lứa nữa mình sẽ cắt đi và lứa thứ 3 là mình sẽ giữ lại để lấy hoa vào Tết luôn các bạn ạ. Đấy, mình xin chia sẻ để các bạn tham khảo. Chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau.